Hello cả nhà, thì đây là năm đầu tiên mình ăn Tết ở Sài Gòn. Thì hiện tại mình đang chở Elvy đi ra ngoài Bến Thành và đi vòng vòng chơi. Tại hôm nay là cũng mùng 2 Tết, mình không biết đi đâu hết á. Ở Sài Gòn cũng là năm đầu tiên mình ăn Tết ở đây luôn. Thì bữa nay chở Elvy ra ngoài Bến Thành thì thấy cũng không có khác gì. Cũng thấy người qua lại và cũng không có đông đúc lắm. Nói chung ra đây mấy ngày này thì nó vắng, nhưng mà ở bên Bến Thành đó, như ngoài kia thấy xe cộ rất là đông, ta đi chụp hình Tết đó cả nhà. Đó, mé đi ra ngoài quận nhất ngay chỗ phố đi bộ rất là đông luôn nha. Quay cái gì quay, đừng có quay, tôi đi đái thì ỉa giùm cái được không ông già? Kỳ quá trời luôn, mới mùng 2 Tết quay người ta ỉa đái tùm lum mất chơi gì. Quên, xin lỗi đi được không? Được không được gì lì xì năm xị đi rồi nói chuyện. Để tôi chạy ra đây tôi tập thể dục chút xíu rồi. Bữa nay có hai anh chị kia lướt dáng được kìa ông già. Ủa mà chơi sợ hay giờ mình mãi quá. Chắc không mấy ông chở tôi đi vòng vòng dạo đêm dạo ngoài đây vắng quá. Cũng không có gì chơi hết trơn á. Đi bách phố đi, hai cha con mình bữa nay đi bách phố buổi chiều đi, lâu lắm rồi không có đi bách phố gì hết trơn á. Ok, nếu muốn vậy thì lên xe với ba chở đi vòng vòng chơi tiếp nè. Thì mấy như mấy bạn cũng đã thấy đó, cái đường rất là vắng luôn, nhưng mà cũng tùy khúc nha, có nhiều khúc xe cộ đông đúc lắm. Thì bây giờ mình sẽ quẹo ra ngoài đây, cái đường gì mình quên mất tiêu, nhưng mà đâm ra là đường Trần Hưng Đạo, thì mình sẽ quẹo đi qua bên Bùi Viện. Và đó giờ chưa chở Eo Quỳ qua Bùi Viện, bữa nay chở Eo Quỳ đi ngang Bùi Viện coi đông không nha. Giờ này thì ở Bùi Viện cũng vắng lắm cả nhà, đa phần là Bùi Viện là về tối mới đông đúc thôi nha. Có hai bên trang trí rất là đẹp luôn. Mình thì lâu lắm rồi mới quẹo qua cái đường Bùi Viện này, hai bên thấy đẹp ghê. Tối ngoài đây chắc đông lắm, tại người ta dồn ra ngoài Sài Gòn chơi rất là nhiều. Thì bạn nào ở Sài Gòn không biết đi đâu chơi có thể đi ra Bùi Viện chơi nè cũng được, còn không thì đi ra ngoài quận nhất để check in chụp ảnh này kia. Thấy ngoài quận nhất chỗ phố đi bộ này nọ trưng bày bông rồng này kia rất là đẹp, mà mình chưa có đi ra ngoài, tại ra ngoài phải đi bộ vô hình như là dắt xe. Còn bây giờ thì mình quẹo ra hướng Nguyễn Trãi để đi về đó, cái đường đi ra về Nguyễn Trãi cũng vắng lắm. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà năm mới phát tài nha. Ê quỳ quay ốc chào bà con.